Các bạn thân mến, hôm nay Tường sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mà gia tăng từ vựng thông qua reading and listening đồng thời cùng một lúc. Mình sẽ áp dụng cái bộ tài liệu tên là Offers Book One. Bên cạnh bộ tài liệu này, chúng ta áp dụng bởi vì sao? Bởi vì nó có rất là nhiều cấp độ chia thành từng levels và cốt truyện rất là hay, có sự lặp đi lặp lại, tập trung vào những từ vựng cốt lõi các bạn ha. Và chúng ta sẽ kết hợp thêm một cái từ điển nữa, đó là từ điển Lingos 2.9.2. các bạn có thể search trên YouTube. Nó có chức năng đó là click and see. Mình đọc đến đâu mình không biết từ nào, mình bấm vô một cái nó sẽ dịch cho mình hiểu, rất là hay. Và chúng ta sẽ vừa đọc và nghe song song để nạp hình ảnh, nạp âm thanh tiếng Anh vào, nghe nhiều gia tăng khả năng phát âm tốt, nói đúng, và đọc nhiều giúp cho mình nhận diện chữ rất là tốt và gia tăng khả năng hiểu đọc ngữ pháp. Ok, cho nên chúng ta đọc và nghe song song. Về mặt tâm lý nó sẽ giúp cho các bạn tập trung cực kỳ nhiều. Rồi, bắt đầu ha. Thì đầu tiên ở First One bên dưới cái video này Tường có gửi một cái link. Các bạn có thể download nó về, các bạn có thể in nó ra. Trong đó nó có audio và có sách. Một số cuốn thì sẽ không có audio, các bạn có thể đọc. Cuốn xuống cuốn sẽ có đầy đủ ha. Và có từng cấp độ, đây là mẫu ví dụ. Còn khi mà các bạn đến sinh viên English, các bạn học thì sẽ có nguyên một cái thư viện đầy đủ audio và sách. Bạn nào ở xa không đi học được ở đây, các bạn có thể lên trên Tiki các bạn mua. Dù đây là một cuốn như thế này, bên trong sẽ có hình ảnh, có chữ. Hoặc các bạn có thể download về và bạn ở trên Kindle để bạn đọc. Đây là Kindle các bạn ha. Học trò của tôi hay áp dụng thế này. Rồi, hoặc nó đơn giản hơn nữa, bạn có thể dùng laptop, cài từ điển, vừa đọc vừa nghe, bật audio lên, cầm sách lên đọc. Chỗ nào không biết bấm pause lại, tra từ điển, cứ thế thôi. Rồi chúng ta cùng nhau học thử một đoạn văn như sau. Thì Tường sẽ mời các bạn học một cuốn truyện tên là Sherlock Holmes. Các bạn biết thám tử Sherlock Holmes không? Rồi, chắc chúng ta đã biết hết đúng không? Thì đây là level 2, khoảng 1000 từ vựng, 700 từ vựng trở lại. Rồi đầu tiên là Tường sẽ bật cho các bạn nghe, người ta đọc trước. Sau đó thì Tường sẽ dịch cho các bạn hiểu và chúng ta cùng nhau đọc cái chữ bên đây luôn ha. Rồi, nghe thử nha. Rồi, listen. My name's Dr. Watson, and I'm a good friend of the famous detective Sherlock Holmes. Ok, giọng đọc là giọng Anh các bạn, rất rõ, rất chuẩn. Khi mình học, chúng ta sẽ học Anh, Mỹ, Anh Úc, học đa dạng giọng, bởi vì khi mình đi làm, mình sẽ học rất là nhiều giọng. Ok, tên của tôi là Doctor, ở đây nghĩa là tiến sĩ hoặc là bác sĩ. Tên của tôi là bác sĩ Watson. Tôi là một người bạn tốt, good friend, một người bạn tốt của famous detective. Detective có nghĩa là thám tử, một người thám tử lừng danh hoặc là một thám tử nổi tiếng, đúng không các bạn ha? Sherlock Holmes. Rồi ok, tiếp tục bạn. 2 days after Christmas last year, I went to his house. 2 ngày, 2 days, days, I'm Z bạn ha. 2 ngày after, sau Christmas, sau Giáng sinh, last year, năm ngoái, 2 ngày sau Giáng sinh năm ngoái, tôi đã went, ở đây là thì quá khứ, dịch là gì? Tôi đã đến nhà của anh ta, his house, để âm S bạn ha. 221B Baker Street. Đường Baker Street, địa chỉ là 221B. I wanted to say Happy Christmas to him. Tôi đã từng rất là muốn nói Giáng sinh an lành, Giáng sinh vui vẻ đối với anh ta. When I arrived, I found him in the sitting room. Và khi tôi đã đến, I found him, phải là tôi tìm ra anh ta, mà tôi tình cờ gặp, mà tôi nhận ra anh ta đang ngồi trong cái sitting room. Sitting là ngồi, room là phòng, dịch nghĩa đúng không phải? Không phải. Sitting room là cái phòng ở trong cái nhà, nơi đó người ta ngồi để người ta sinh hoạt, người ta nói chuyện, là tiếp khách với nhau. Nó gần bên cạnh cái living room, hoặc cũng có thể gọi là cái living room. He was by the window with some newspapers next to him. Mình có cái từ là he was by the window. Anh ta by là bên cạnh, anh ta đang ngồi cạnh cái cửa sổ với một số newspapers. Nhiều cái S, newspapers. Nhiều cái S bạn ha. Với một số cái tờ báo next to bên cạnh anh ta. There was an old hat on a chair near him. Có một cái mũ rất là cũ, old hat, mũ cái cũ kỹ hoặc là mũ xưa chẳng hạn như vậy. On the chair là cái bàn, cái ghế mà near him bên cạnh anh ta. And he had a magnifying glass in his hand. Cái cuốn sách này sẽ thấy có một cái chú thích những từ vựng nó bôi đậm, những từ vựng nó khó là magnifying glass. Nghĩa là như bạn mình có cái từ là when you look through this small things are big. Khi mình nhìn thông qua cái này thì những thứ nhỏ nó trở nên to. Đó là cái gì? Đó là kính lúp, đúng không? Thì mình học một từ mới là gì bạn? Magnifying glass là một kính lúp. Rồi mời các bạn nghe tiếp ha. You're working on something, I said. Shall I go?
Ủa, hình như bạn ông đang làm cái việc gì đó đúng không? Tôi nói như vậy, hay là tôi đi nha. Kiểu như sợ làm phiền các bạn hiểu không? Rồi. No, said Holmes. Sit down and look at that interesting old hat over there. Không, thật sự Sherlock Holmes nói như vậy ha. Ngồi đi và nhìn vào cái nón cũ này, trông rất là thú vị ở đằng kia nè. Ở đằng kia là over there, là ở đằng kia kìa. Đấy là như vậy. Nghĩa là Sherlock Holmes đang nghiên cứu về cái nón này. Ông đang tìm một cái manh mối gì đó. I sat down. It was cold out in the street, but it was nice and warm in Holmes's sitting room. Rồi, tôi ngồi xuống và bên ngoài trời nó rất là đang rất là lạnh đúng không? It was nice and warm. Nó rất là tử tế và ấm áp trong cái phòng ngồi nói chuyện của Sherlock Holmes. Nice and warm. Nói luôn hả bạn ha? Rồi, ok. Why are you interested in that old hat? Ủa tại sao ông lại có vẻ tò mò thú vị về cái nón cũ này như vậy? Interested in là tò mò hoặc là thú vị một cái gì đó. Is it something to do with a crime? I asked. Asked. Âm K là âm K, là phải là âm rung. Cho nên khi mà ED biến thành âm T các bạn ha. Cho nên là I asked. Rồi ok. Ở đây có một từ mới này các bạn, crime nghĩa là tội phạm, danh từ các bạn. Ok, dịch các bạn ha. Ví dụ là is it something to do with a crime? I asked. Ok, có cái gì đó phải làm với cái tội phạm đúng không? Với đáp tội phạm đúng không? Nghĩa là nhìn cái mũ này ông có thể suy luận ra về tội phạm đúng không? Tôi hỏi như vậy. Rồi. Holmes laughed. Laughed. F-T ha. Đó là ông không có cười ha 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 lên. Not a crime, no. He said. Không phải tội phạm đâu, ông ta đã nói như vậy. I got it from Peterson, the doorman at the Baker Street Hotel. I got it from Peterson, tôi đã có được nó. Got it from, tôi đã nhận được nó. Thế hệ như vậy, từ Peterson là tên người đó. The doorman at the Baker Street Hotel. Doorman là một cái người trực ở cổng khách sạn. Rồi cái điều người đó mở cửa ra, cửa vô thế này như vậy. Doorman, đó là người doorman. Ok, tiếp tục bạn ha. He found it in the street and brought it here on Christmas Day for me to look at. Oh, anh ta found it, phải nói là found it. Anh ta tìm thấy nó trên đường and brought it. Nói luôn bạn ha, phải là bring, brought và đã mang nó tới đây, here on the Christmas Day, vào ngày Giáng sinh, để cho tôi có thể nhìn nó, look at. He also brought a dead bird with him. Oh, a good fat Christmas goose at the same time. Oh, đây. Anh ta cũng mang a dead bird. Mình có die là động từ chết, dead là tính từ đã chết, bird một con chim, bird. Anh ta cũng có mang một con chim chết đi theo anh ta nữa. Nó là một goose, mình có nghĩa là con ngỗng đúng không bạn ha? Nó là một con good fat Christmas goose, một con ngỗng Christmas, ngỗng Giáng sinh, nó là mập và béo tốt. At the same time, cùng một lúc. Rồi, thì đó là cái câu chuyện. Thì từ hình dung dịch cho các bạn, đọc thử cho các bạn mà cùng nghe. Thì thông thường từ học á, nếu như mà nó dễ quá thì từ sẽ nâng cái level lên. Đây là đọc level 2. Bạn thấy nó dễ quá, từ bọn mình biết hết rồi, bạn nâng level 3, 4, 5, 6 như thế. Còn nếu như cái bài này nó còn khó với các bạn quá, các bạn hạ thấp xuống level 1 hoặc là starter, tiếng hạn như vậy. Bên cạnh đó các bạn nên đọc và nghe song song. Các bạn có thể dùng phần mềm Gone Player lên mạng download miễn phí ha. Trước đó tôi sẽ lướt qua hết những cái từ vựng mô đậm để tôi có thể tra từ điển trước hết để mình hiểu được câu chuyện đó. Sau đó mình sẽ đọc và nghe song song như vậy. Trung bình mình đọc một ngày như vậy thì được đọc khoảng tùy sức các bạn thời gian học, một em đọc một tiếng. Đó, một tiếng bạn có thể đọc được khoảng một cuốn hoặc là nửa cuốn thì tùy vào cái năng lực của các bạn. Những bạn nào mới học thì khó quá, bạn đọc từ 5 trang trước thôi, đọc đi đọc lại, sau đó mình đọc tăng lên chẳng hạn như vậy. Đó. Thì mỗi ngày các bạn hãy dành ra khoảng 30 phút bạn đọc và nghe song song như vậy để tăng từ vựng lên. Về cái hệ thống chuyển bookworms này nó rất là thú vị, đa dạng cấp độ, lặp đi lặp lại và nhiều các topics khác nhau. Ngoài ra mình không có thích đọc bookworms, các bạn có thể đọc truyện, đọc sách Chicken Soup for Soul hoặc là những cuốn sách về phát triển bản thân, hoặc là đọc báo, đọc tài liệu. Và nên nhớ là đọc và nghe song song, dùng từ điển 2.9.2 Lingo để click and see, tra cho nó lẹ. Đó là những gợi ý. Thì cái này hồi xưa khi mà từng áp dụng á, nó tăng từ vựng lên và nó rất là tập trung. Và đặc biệt khi mà bạn tìm được những cuốn tài liệu mà nó hay, những cuốn truyện mà nó hấp dẫn,
mình học mình thấm input mình thấm từ vựng rất là nhanh. Hoặc là thông thường trong một cuốn như vậy, cái lượng từ vựng họ đi lặp lại ta nghe lên rất là tốt rồi. Ok, chia sẻ đến đây là kết thúc, mà mong các bạn hãy áp dụng nó, và bên dưới có một cái link download Bookworms cho các bạn tham khảo. Hãy chia sẻ video này, tag bạn bè mình vào, và nếu bạn thấy nó hay, nó hữu ích thì hãy like, subscribe và chia sẻ video này cho mọi người học nha. Bye bye các bạn, xin chào.